Đội đua off-road chuyên nghiệp Racing AK dưới sự bảo trợ của Mitsubishi Motor Việt Nam đã tham gia vòng 3 giải đua xe địa hình đối kháng Knockout The King được tổ chức tại Gabuda Công viên Yên Sở, Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6 vừa qua. Đồng hành cùng Racing AK trong giải đua xe địa hình đối kháng Kaoka là mẫu xe bán tải thể thao Mitsubishi Triton đời mới, chỉ nâng cấp lớp địa hình và không can thiệp vào máy móc. Tất cả các tay đua đã thi đấu nhiệt huyết, tranh đấu từng giây là minh chứng cho tinh thần thi đấu hết mình và chất lửa thực sự của một tân binh trong làng thể thao đua xe motorsport chuyên nghiệp đã được thể hiện đầy ấn tượng. Ngoài chiếc Triton 2019 nguyên bản của tay đua Hoàng Giang giành giải Á quân, một thành viên khác của đội đua là Trần Phát cùng với mẫu xe Triton 2019 cũng giành được hạng 3. Xe đạt giải vô địch cũng là một mẫu xe Triton độ. Knockout The King là giải đua đối kháng, đấu loại trực tiếp. Hai tay đua cùng chạy trên một đường đua cùng lúc. Đường đua được thiết kế đặc biệt, khán giả được chứng kiến hàng loạt pha hỏng hóc chỉ bởi một cú đạp ga. Xe trở về đích bằng cứu hộ, gãy trục truyền động, gãy rô trên lái, vỡ két nước, vỡ vành xe. Tính đối kháng mạnh với thời gian chạy cho vòng chung kết kéo dài lên tới 20 phút. Đây là thử thách thực sự cho các tay đua khi phải sử dụng tối đa sức lực của mình để cùng chiến mã vượt qua những cung đường khó trong bài thi trong thời gian ngắn nhất có thể. Thi đấu với những đối thủ mạnh và giàu kinh nghiệm, Racing AK tuy là tân binh nhưng đã có màn so kè kịch tính, ngộp thở qua hai vòng đấu với kết quả đạt được về nhì với thành tích là 13 phút 19 giây 137. Sau 8 vòng chạy rượt đuổi hết tốc độ, vòng chạy nhanh nhất là 1 phút 34 giây 947, trong khi thành tích của tay đua vô địch là 1 phút 34 giây 399. Với thành tích là Á quân, nhưng điều mà đội đua Racing AK tự hào nhất trong giải đua Kaoka 2019 chính là đã cống hiến cho cộng đồng những người yêu off-road tại Việt Nam những màn thi đấu đẹp mắt, một mùa giải ấn tượng và đáng nhớ cùng với phong cách thi đấu chuyên nghiệp.